Trường quay Minh Tơ, Như Hiền và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng. Happy Thanksgiving. Thực ra là ngày mai Thanksgiving phải anh Trọng. Vâng. Happy Thanksgiving anh Trọng nếu mà em không gặp anh ngày mai. Vâng, kính thưa quý vị, ngày mai thì tất cả nhân viên của Lido Sài Gòn TV chúng tôi sẽ có được một ngày nghỉ với là ngày lễ Thanksgiving. Chúng tôi nhân cơ hội ở đây xin gửi lời chúc mừng Happy Thanksgiving đến quý vị và đặc biệt đến Như Hiền. Yeah. Sáng nay thì hình như thấy cái màu áo của Như Hiền. Oh, turkey. As a turkey, exactly. Đúng như vậy, thưa Như Hiền. Happy Thanksgiving tất cả các quý vị khán giả cà phê sáng. Và sáng hôm nay trời rất là lạnh, thưa quý vị, là nhiệt độ 48 độ như ngày hôm qua. Và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 70 độ và thấp nhất là 57 độ. Và ngày thứ năm vào ngày mai, nhiệt độ cao nhất là 68 độ và thấp nhất là 54 độ. Trời có rất là nhiều mây và nắng chỉ là một chút xíu vào buổi sáng. Và ngày thứ năm trời có thể mưa vào những vùng núi như là những cái Central Valley, Nevada, Las Vegas và những cái khu vực freeway như là Freeway 5, Freeway 1 ở những khu vực Central của Valley và Big Bear có thể mưa và trên đó tuyết rất là nhiều, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay thì bắt đầu chúng ta hướng đến một ngày lễ có tên là Thanksgiving. Ngày Thanksgiving đến với tất cả mọi người trong không khí gia đình. Chúng ta quây quần bên nhau với tất cả những thức ăn đầy tràn, nào là Miss Boy, ham. Và đặc biệt chúng ta không quên được con gà Tây. Yeah. Nhưng bên cạnh đó thì những người Việt chúng ta ngày càng có vẻ hình như không mấy thích hợp với gà Tây. Yeah. Và họ thay thế bằng gà những con bộ. Gà đi bộ. Yeah. Đúng như vậy. Nó ngon hơn phải không chứ? Không biết có ngon hơn hay là không, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là một ngày lễ quây quần của gia đình, tất cả mọi người bên nhau, đường phố vắng teo. Và buổi sáng thì kính thưa quý vị, khi nói đến ngày Thanksgiving thì chúng ta nói đến những trận đấu football. Mà truyền thống của Hoa Kỳ bao nhiêu năm nay, buổi sáng thì đội Detroit sẽ có một trận đấu ở tại thành phố Detroit và buổi chiều thì tại Dallas, đó là truyền thống của ngày lễ Thanksgiving. Yeah. Và đây là một trong những ngày người ta đến chúc nhau và người ta cảm ơn tất cả những sự gì đã xảy đến cho người ta theo truyền thống của chiếc tàu Mayflower đã đến từ Cape Cod. Qua 2 năm làm việc và bao nhiêu cái sự đau khổ, bao nhiêu cái khó khăn đến với họ, những người dân bản xứ đã giúp đỡ cho họ. Và đến ngày nay và sau 2 năm định cư đó thì người ta bắt đầu làm những con gà Tây để mời tất cả những người dân bản xứ đến và nói một lời cảm ơn đối với họ. Kính thưa quý vị, đó là một truyền thống rất đặc biệt mà người Việt chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ cũng noi theo gương đó. Và chúng ta cũng nhận lại Thanksgiving là một ngày lễ quan trọng đối với chúng ta, thưa Như Việt. Dạ, mà bên cạnh đó thời tiết của mình thì ấm áp may mắn như vậy, nhưng mà ở New York thời tiết rất là brutal. Tiếng Mỹ gọi là brutal, có nghĩa là khắc nghiệt, thưa quý vị, là tuyết rất là nhiều, có thể lên tới 20 inches vào mùa này. Và bên cạnh tuyết và còn có gió rất là nhiều, từ 20 tới 30 dặm một giờ như quý vị cũng đã thấy. Và đây là hiện tại vào lúc mà sunrise, tức là mặt trời chưa có lên, thì nhiệt độ ở New York chỉ có 19 độ F mà thôi, thưa quý vị, và rất là lạnh. Và những khu vực giống như là San Francisco, Seattle, Portland, Oregon thì trời có thể mưa. Và như ở bên South California như của mình thì bên Big Bear tuyết rất là nhiều. Những cái ai đi snowboarding thì lên trên đó mà lái xe rất là cẩn thận, thưa quý vị. Và những freeway 1 và những freeway 101 mà đường và freeway 5 mà đường đi về Nevada và Central Valley thì những khu vực đó trời mưa vào ngày thứ tư. Và hiện tại vào ngày hôm nay traffic rất là kinh khủng, xe coi như là nối liên tiếp xe vì mọi người phải đi về gia đình, trong mọi tất cả những người US đi về. Họ quay quần bên nhau, đúng là ngày Thanksgiving. Đến hôm nay thì con số những người ở tại California rời khỏi tiểu bang California để đi chơi trong những ngày lễ Thanksgiving lên tới con số ngoài 4 triệu người. Wow. Ngoài 4 triệu người. Yeah. Và tất cả những cái sự di chuyển trong nội địa của Hoa Kỳ thì con số hôm nay đã lên tới 38.5 triệu người sẽ di chuyển trong ngày lễ Thanksgiving này. Yeah. Và có một điều nữa, quý vị ăn gà Tây xong rồi quý vị phải chuẩn bị, đó là một ngày Black Friday. Đến bây giờ thì người ta mua đồ Amazon, người trên online, thành cái không khí ngày Black Friday nó không còn được như lúc trước. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cái truyền thống ngày Black Friday mất đi và người ta vẫn xếp hàng lều trại để chờ mua những cái đồ thật rẻ vào một buổi sáng sớm. Yeah. Có tên là Black Friday, ngày thứ sáu đen. Đúng anh chồng có đi hay đi shopping không anh chồng? Tôi thì qua Mỹ gần có mấy chục năm nay nhưng mà chưa bao giờ tham dự ngày Black Friday. Yeah. Chắc lẽ phải đứng xếp hàng không chắc lẽ không đủ tiền để đi mua đồ. Black Friday là
giá rẻ nhất anh Trọng. Đúng như vậy, rất nhiều cái tivi, kính thưa quý vị, mà quý vị vào sắp hàng ở Costco hay là quý vị sắp hàng ở Walmart, bất kỳ cửa hàng nào thì đồ cũng bán rẻ cho quý vị hết. Đây là một cái không khí truyền thống, người Hoa Kỳ có những cái tánh rất là kỳ lạ, khác hẳn với những người ở trên những cái tiểu bại, những quốc gia khác. Cho dù họ rẻ hơn 50 cent họ cũng muốn xếp hàng. Đó là cái không khí vui của họ. Vâng, đó là không khí của Thanksgiving. Vâng. Nhưng mà buổi sáng thứ sáu thì trời rất là lạnh thưa quý vị, nên quý vị nhẫn cẩn thận và mặc áo ấm. Và ở bên phía East Coast là phía bên New York và Boston thì những quý vị nào có ở bên khu bên đó phần tuyết rất là nhiều thì Black Friday chắc mua online là khỏe nhất phải không? Đúng như vậy. Nhưng mà ở tôi một thời gian lớn lên và đi học ở tại Boston thì tôi biết rằng cho dù là giá lạnh bao nhiêu người cũng ta cũng vẫn đi như thường. Wow. Vâng. Em ngồi online. Yeah. Ngồi trên giường ấm online. Ngồi trên giường online ha. Lái xe ghê, ở tuyết ở bên đó cũng kinh khủng ha anh Trọng. Vâng. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì bắt đầu chúng ta tạm quên những cái sự chuẩn bị cho ngày Thanksgiving đặc biệt đến với người dân Hoa Kỳ. Và chúng ta nhìn về phía bắc của California, nơi đó có một thành phố có tên là Thiên Đường Paradise. Nhưng Thiên Đường Paradise ngày nay không còn là một thiên đường như trong những ý nghĩ của chúng ta của những năm tháng trước đây. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nói đến vụ cháy có tên là Fire Scam ở tại Bắc California. Yeah. Kính thưa quý vị, số người chết đến bây giờ thì như hiện theo dõi số người chết đến bây giờ tăng lên bao nhiêu rồi? Thưa quý vị, số người chết đến bây giờ tăng lên là 81 người và trong đó 56 người đã được xác định tạm thời thưa quý vị. Và trong khu vực đó số người bị missing là bị mất tích là 870, tăng lên 171 kể từ ngày hôm qua do các những nhà thám tử và kiểm soát. Và hai di sản của người đã được phát hiện trong thành phố của Paradise và trong đó cháy rừng đã tăng lên 152,250 mẫu anh và đạt đến 75% được ngăn chặn thưa quý vị. Và theo ước tính nếu mà trời mưa vào ngày thứ năm thì sẽ không tốt cho cái campfire dân của Paradise, có thể mất slide, có nghĩa là bị chạy tất cả cái tro nó rớt xuống đó mà bây giờ mưa xuống thì nó tạo nên một cái gọi là bùn rất khó để cho người ta tới kiếm tất cả những người đã bị mất và những cái xác đó cũng trôi đi thưa quý vị và khó kiếm được những cái xác mà những người đã bị chết ở trong cháy đó. Và theo thông tin cho biết vào tối thứ ba cháy rừng, đây là một vụ cháy rừng lớn nhất phá hủy 12.600 ngôi nhà và hơn 4.000 cấu trúc khác tại Paradise. Vâng, kính thưa quý vị, tướng sự kiện đã cho biết rằng các đường ngăn chặn được thiết lập đã được tổ chức và các đội cứu hỏa đã thúc đẩy các nỗ lực để làm sao dập tắt được ngọn lửa trước khi mưa dự kiến sẽ đến vào hôm nay hoặc ngày mai. Tất cả các thời tiết mà dự đoán thì có thể nói rằng mưa sẽ có nặng hạt ở địa quần hạt Busti và thứ tư có khả năng kéo dài đến thứ bảy, mà nó cảnh báo là có thể gây ra lũ quét các mảnh vỡ cháy ở trong vùng đã bị tàn phá bởi cơn lửa. Một trong những sự kiện đã cho thấy tất cả những đường cao ốc và đường cao tốc ở ngay cái đường mà gọi là ở ngay sát với là bờ biển Thái Bình Dương đã được mở cửa trở lại để giao thông cả hai hướng, nhưng một phần của tuyến đường gọi là state, đường của tiểu bang 70 và 70-191 đã bị đóng cửa. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến cái con lũ gọi là cái cơn cháy ở tại phía bắc của California. Nhưng sáng nay thì kính thưa quý vị, chúng ta mở máy lên và chúng ta thấy thị trường chứng khoán khác hẳn với ngày hôm qua thưa Như Hiền. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã có một cái màu xanh và đến bây giờ thì chúng tôi ghi nhận được con số của Dow Jones ở chỉ số 24.587. Có thể nói từ khi Tổng thống Donald Trump lên làm nhậm chức Tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ thì mọi người đều vui mừng hớn hở là tại vì Dow Jones cứ tiếp tục tăng. Nhưng có một cái thời điểm nào đó và đây là cái thời điểm mà Dow Jones đã từng bước xuống và trở lại cái con số của những năm tháng trước mà ở vào 24.587 điểm. Trong lúc đó thì Nasdaq dừng lại ở khoảng 6.985 điểm nhưng không có thấy những cái dấu hiệu tụt xuống như những ngày trước đây. Và trong đó thì S&P nằm ở 2.659, đó là một vài chỉ số về thị trường chứng khoán. Nhưng mà nếu quý vị có đầu tư thì bây giờ không phải là thời gian để kiểm tra tất cả những cái chỉ số của Dow Jones hoặc là Nasdaq hoặc là S&P. Nếu bạn muốn giữ gìn sức khỏe tâm thần của bạn, đừng có lo lắng gì về sự trồi trụt của những cái con chỉ số của thị trường chứng khoán, thì cổ phiếu đã là một trong những cái mớ hỗn độn ở trong đầu óc của quý vị.
Chỉ số Dow Jones đã giảm 552 điểm trong một cái phiên hôm qua và đang ở mức cao nhất là 2.500 điểm. Đúng như vậy, kính thưa quý vị. Và sau những cái tháng giao dịch khó khăn, trong thực tế cả ba chỉ số chính đã bỏ đi một cái số lợi nhuận mà trong năm quý vị đã gom góp lại được. Tại sao Dow Jones và tất cả các loại vải lo ngại đúng đề đến lãi suất cao, giá dầu bị giảm, trí tuệ tăng trưởng và vấn đề kinh tế tác động mờ nhạt và vấn đề cắt giảm thuế, thuế quan và tất nhiên là tất cả cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong khi đó, tiền khó kiếm được của bạn có thể gây ra một trong những cái sự khủng hoảng lớn. Và hãy nhớ để dành một chút cho cái ý nghĩa của quý vị. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến thị trường chứng khoán mà sáng nay Cà Phê Sáng chúng tôi gửi đến quý vị. Quý vị đang cùng với Duy Hiền và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng và chúng tôi trở lại với quý vị. Kính thưa quý vị, những tin tức không mấy tốt đẹp về thị trường chứng khoán đã làm một vài có thể nói là công ty danh tiếng của Hoa Kỳ đi đến một cái vấn đề là mất đi rất nhiều tiền. Như Huyền theo dõi thì thấy Facebook và Amazon nó có bị ảnh hưởng bởi cái con gọi là rung chuyển lay động của thị trường chứng khoán hay là không? Thưa quý vị, như anh Trọng cũng đã nói là Dow Jones đã rớt xuống 552 điểm thì điều này ảnh hưởng đến những vấn đề lo ngại, đó là lãi suất cao và giá dầu bị giảm, và trong đó giám đốc CEO Jeff Bezos của Amazon cũng đã bị mất 42 tỷ đô la và trong cái giá trị tài sản của ông cao nhất là 168 tỷ đô la vào đầu tháng đi trước. Và trong khi đó CEO Mark Zuckerberg là CEO của Facebook cũng đã bị mất gần 34 tỷ đô la ngày hôm qua, và tổng cộng giá trị tài sản của anh ta vào đầu tháng trước là 52 tỷ đô la. Và trong đó có tất cả rất là nhiều người, những CEO và những business và những thương mại cũng đã bị mất điểm và bị mất tiền ngày hôm qua khi Dow Jones đã đi xuống. Nhưng mà kính thưa quý vị, đừng có lo cho nhà giàu đứt tay thì đó, đừng có lo gì kính thưa quý vị. Vì hôm nay họ rớt thì ngày mai họ lại kiếm lại được nhiều tiền hơn. Bây giờ thì chúng ta qua đến một cái sự kiện mà ngày hôm qua có thể nói tất cả các báo chí, tất cả các vị lãnh đạo, tất cả các vị dân cử đều quan tâm đến. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề Arabic Saudis. Chắc quý vị đã biết trong những tháng vừa qua khi chúng ta nói đến cái chết của ký giả Khashoggi. Khashoggi đã bị mất và đã bị thanh toán ở tại tòa tổng lãnh sự của Arabia Saudis ở tại thành phố Istanbul. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra sau đó thì kính thưa quý vị, tất cả các tin tức đưa ra và đặc biệt ngày hôm qua thì tất cả các tin tình báo đến từ cơ quan CIA, tuy nhiên là cơ quan Central Intelligence Agency của Hoa Kỳ, họ đã đưa ra là có những cái vi vấn và có những cái sự kiện cho thấy rằng hoàng tử Khashoggi là ông đã có những cái chỉ thị đưa ra để đi đến vấn đề thanh toán Khashoggi. Và vụ giết chết nhà báo Khashoggi vẫn là một trong những cái điểm căng thẳng và lo ngại quốc tế. Tổng thống Trump hôm qua đã đưa ra một cái tuyên bố chủ yếu ủng hộ, có phần ủng hộ hoàng tử Ả Rập Saudi. Ông nói rằng có khả năng ông không biết vụ giết hồi tháng trước. Đây là một trong những cái sự kiện diễn ra ở tại lãnh sứ quán của Saudi Arabia. Tuyên bố của ông Trump cũng báo hiệu rằng sẽ không có hậu quả gì từ Mỹ về cái chết của ông Khashoggi. Và những người sống ở Virginia làm việc cho tờ Washington Post Cộng hòa hàng đầu cũng không mấy làm vui. Ông chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đó là Thượng nghị sĩ Bob Corker, đã tuyên bố như thế này: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy ngày một ngày nào đó Nhà Trắng chiếu trăng vào một cái công ty quan hệ công chúng như là công ty của Hoàng tử Ả Rập Saudis." Và kính thưa quý vị, đây là một cái sự kiện mà làm cho người ta đang lo lắng. Sáng nay thì ngày trước thềm đình của White House, Tổng thống Donald Trump trước khi lên đường để đi đến Florida tham dự cái ngày lễ Thanksgiving cùng với gia đình, ông đã tuyên bố rằng Arabia Saudi là một cái quốc gia mà chúng ta phải nghĩ rằng American First, quốc gia Hoa Kỳ chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Và tất cả những cái sự kiện liên quan đến với vấn đề gói hàng chúng ta trao đổi với Saudi Arabia ngoài tới 100 tỷ đô la, đó là cái sự kiện hàng đầu chứ không phải những cái sự kiện chúng ta quan tâm đến những cái gì. Mà ông đưa ra những cái tin về của liên quan đến cái chết của CIA, đưa ra về cái sự gọi là có thể có một cái âm mưu thanh toán ông Khashoggi đến từ gọi là triều đình và là thái tử của Saudi Arabia, thì Tổng thống Donald Trump đã không cần đọc cái đó và ông ta nghĩ rằng ông không cần đọc làm gì. Theo tất cả những lãnh đạo của hai đảng và đặc biệt là Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện đang yêu cầu một cái quyết định dứt khoát từ Tổng thống Donald Trump về việc liệu Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia có thực sự ra lệnh giết chết nhà báo Jamal Khashoggi hay là không.
Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Thượng của Hạ Thượng viện Hoa Kỳ, đó là ông Bob Corker, đại diện cho tiểu bang Tennessee và là một thành viên cao cấp đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bob Menendez của tiểu bang New Jersey đã hỏi cụ thể vào hôm thứ Ba liệu chính quyền có tin tưởng rằng Hoàng tử Bin Salman đã tham gia vào vụ ám sát Khashoggi, người viết cho tờ Washington Post. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Trump đã không phán quyết về sự tham gia của Bin Salman trong một cái tuyên bố hôm thứ Ba rằng phần lớn ông đứng về phía Ả Rập Xê Út, và ông tuyên bố rằng có thể ông ấy đã làm và có thể ông ấy không làm thế. Và nhưng theo đạo luật Magnitsky, kính thưa quý vị, đạo luật Magnitsky là một đạo luật mà Quốc hội đưa ra, chính phủ Hoa Kỳ phải có bổn phận và ngăn chặn, có thể nói là tuyệt giao với những cái tổ chức, với những cái cơ quan và đặc biệt với những cái quốc gia nào không tôn trọng nhân quyền. Và cái đạo luật đó quy định rằng những cái sự thanh toán giết đối thủ là một trong những cái vấn đề chính cốt lõi của đạo luật Magnitsky. Và đạo luật Magnitsky để bắt buộc hành pháp phải làm đúng theo cái đạo luật này. Thì đúng như theo đạo luật Magnitsky, Tổng thống Donald Trump có thể được yêu cầu đưa ra quyết định về các vi phạm nhân quyền của các nhà lãnh đạo trên toàn cầu. Và luật yêu cầu Tổng thống phải làm như vậy trong vòng 120 ngày kể từ ngày yêu cầu của Ủy ban được đề ra, và cũng như áp dụng mọi biện pháp trừng phạt. Thượng nghị sĩ Corker và Menendez đã đưa ra yêu cầu đầu tiên của họ vào ngày 10 tháng 10. Một trong những cái câu hỏi cụ thể đó là về sự việc liên quan đến Thái tử Bin Salman. Trong ánh sáng của những phát triển gần đây, bao gồm cả sự thừa nhận của chính phủ Saudi Arabia là các quan chức Ả Rập Xê Út đã giết ông Khashoggi tại lãnh sứ quán Istanbul. Và chúng tôi yêu cầu quyết tâm của tất cả những cái giới chức liên quan đến vấn đề này, cụ thể là liệu Thái tử Mohammed bin Salman có chịu trách nhiệm về vụ giết ông Khashoggi hay là không. Thượng nghị sĩ đã nói trong lá thư, đó là thượng nghị sĩ Corker, người đang có thể nói trong tương lai sẽ nghỉ hưu, sẽ đưa ra những cái sự kiện trên trang tweet của ông. Và ông yêu cầu Quốc hội sẽ xem xét tất cả công cụ theo ý của chúng tôi, tiến lên phía trước. Đó là lời thượng nghị sĩ Rand Paul, một trong những vị thượng nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Cộng hòa của tiểu bang Kentucky. Và ông ta đã nói rằng chúng tôi đang nghĩ đến việc ngăn chặn về kế hoạch bán vũ khí cho Saudi Arabia. Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng chúng tôi sẽ thấy một ngày nào đó Nhà Trắng sẽ làm một trong những cái ánh trăng như là một cái quan hệ công chúng. Và cái điều đó đã làm tạo nên một cái mối nghi ngờ về những sự việc mà Thái tử Arabia Saudite đã làm. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà làm cho tòa Bạch Ốc bị rung rinh, vì Tổng thống Donald Trump đến bây giờ lập trường của ông vẫn là First American, và ông phải tiếp tục và giữ tất cả cái gọi là cái gói hàng 110 tỷ bán cho Saudi Arabia, mặc dù có những sự kiện ngày càng cho thấy rằng Thái tử Saudi Arabia đã có những liên quan trực tiếp đến vụ giết nhà báo Khashoggi. Đây là một trong những cái sự kiện mà có thể nói khó làm cho Tổng thống Donald Trump có những ngày nghỉ vào lễ Thanksgiving này được yên tĩnh một cách nhẹ nhàng. Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng. Nhưng bây giờ chúng ta tạm thời bỏ vấn đề Saudi Arabia mà trở lại Hoa Kỳ. Đó là vấn đề trong ngày lễ này chúng ta sẽ ăn nhiều rau Germany hay không, và liệu chúng ta có nên ăn những cái loại salad Germany hay không, thưa chị Việt. Thưa quý vị, salad Roman, khi quý vị đi vào những cái store và đi vào những cái grocery store và bất cứ ở nhà quý vị có cái salad gọi là Roman salad lettuce thì quý vị nên phải dục ngay và đừng có uống, tại vì có bị recall là có kêu gọi rằng là có chất Illicoiling và trong đó đã phát tới 11 tiểu bang, thưa quý vị, là ảnh hưởng tới 11 tiểu bang, và trong đó có 50 người bị đau và 11 người nằm ở trong California, và trong đó có 13 người đã bị nhập viện và đã bị nhiễm trùng, thưa quý vị, và chưa có dự báo rằng là có ai bị chết cả. Nhưng mà cái chất Illicoil này khi vào người quý vị ăn sẽ có cảm thấy stomach, cái đau bụng rất là nhiều và muốn ói mửa và bị sốt. Thường thường những cái triệu chứng này chỉ có vài ngày là hết, nhưng mà cho tới có những người sẽ bị kéo dài rất lâu và ảnh hưởng tới sức khỏe và có thể gây tới thương vong. Nên hiện tại tất cả những quý vị nào có những cái salad này gọi là salad roman, quý vị đi vô grocery store thấy cái chữ roman thì quý vị nên bỏ và đừng có mua và đừng có ăn nữa. Và Thanksgiving và khi ăn uống turkey thì quý vị cũng rửa rất là sạch sẽ và quan trọng, và có chất gọi là solom Somolena, phải không anh Trọng?
tức là một trong những cái chất mà có thể gây ra cái vấn đề tiêu chảy, mà nó rối loạn gọi là cái đường tiêu hóa của mình. Và đến bây giờ thì người ta đã dứt khoát, người ta nói không nên là chúng ta sử dụng cái salad mà như Nhi Huyền đã đưa ra, phải không? Thưa quý vị, nếu quý vị ở nhà thì có những cái salad đó là dục ngay, và đó đã ảnh hưởng tới, và cái này cũng có ảnh hưởng tới Canada nữa thưa quý vị. Và hiện tại đã có người bị bệnh rất là nhiều rồi, nên quý vị nếu mà ăn sống và rửa, cho dù có rửa đi chăng nữa, cái chất E. coli này nó cũng không có sạch, nó không có đi được, vẫn ảnh hưởng tới bụng của mình. Nên chính vì vậy nên quý vị nên dục đi. Và ở Canada cũng đã bị ảnh hưởng tới 11 tiểu bang, tại California trong đó 10 người cũng đã bị ảnh hưởng, 10 tới 11 người cũng bị ảnh hưởng và bị đau bụng thưa quý vị, đã đi vô nhập viện. Kính thưa quý vị, chúng ta muốn có thể để bảo đảm vấn đề an toàn thực phẩm thì theo những cái khuyến cáo của cơ quan phòng dịch chữa bệnh, thì kính thưa quý vị, chúng ta nên không cẩn thận trong cái vấn đề sử dụng một vài thực phẩm mà đã có một cái do vài dấu hiệu cho thấy bị gọi là nó nhiễm những cái phân của vi trùng vào đó, thành ra rất là nguy hiểm. Thì đau bụng, ói mửa, người ta đã bị rồi. Vâng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Kính thưa quý vị, trong những ngày lễ tới đây, chúng ta hướng về Việt Nam và tất cả những gì hiện nay đang xảy ra ở tại Biển Đông, giống như quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Như Huyền theo dõi tất cả các những sự kiện diễn biến liên tục, thì Như Quyền thấy cái quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay như thế nào nè? Anh Trọng nói về tình hình Biển Đông là nói về quần đảo Trường Sa với Hoàng Sa, phải anh Trọng? Vâng. Tình hình đang diễn ra như thế nào vậy anh Trọng? Vâng, là dĩ nhiên thì chúng ta nói đến Hoàng Sa là một trong những phần lãnh thổ yêu dấu của Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta nhớ đến biến cố vào năm 1974 thì Hoàng Sa đã hoàn toàn bị sự chiếm đóng của Trung Quốc. Và đến bây giờ tất cả các nghi vấn về vấn đề đặt ra tại Hoàng Sa càng ngày càng gia tăng liên tục, và người ta bắt đầu nghĩ đến một những cái sự kiện gì đang xảy ra tại quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Trung Quốc hiện nay đang có một cái chương trình là cố gắng xây dựng phi pháp tại cái quần đảo, tại một cái nơi có tên là Đá Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa. Cấu trúc mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa mà chủ quyền đã thuộc về quốc gia của chúng ta Việt Nam là có thể nhằm mục đích để phục vụ cho một cái mục đích quân sự. Và như quý vị biết, tàu chiến Anh hiện nay đang có những cái chuyến gọi là hải hành đi vào trong khu vực Hoàng Sa, và tất cả những cái sự kiện đó đã ghi nhận qua vệ tinh. Một trong những cái chương trình đặc biệt gọi là chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á có tên là AMTI, họ đã đưa ra một trong những cái hình ảnh thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế có tên là CSIS. Hôm nay thì cho biết thông qua hình ảnh vệ tinh họ phát hiện một cấu trúc mới, cho dù là đang ở trong cái tình trạng còn khiêm tốn, trên đá Bông Bay thuộc nhóm quần đảo An Vĩnh. Theo tin đánh đi của hãng Reuters đưa tin thì cấu trúc này đã ẩn dưới mái che của radar và các tầm có những cái tấm pin, cái tấm solar đó, kính thưa quý vị. Năng lượng mặt trời đảo An Vinh thuộc một trong những cái phần lãnh thổ mà chúng ta có thể nói rằng đã từ lâu nhìn nhận là đó là của Việt Nam chúng ta. Một trong những sự kiện theo tờ Philippine Star cho biết là thực thể mới trên đá Bông Bay kích thước từ khoảng 27.4m cho đến chiều ngang là 12m lần đầu bị phát hiện trong một cái đợt chụp ảnh 7/7. Và kính thưa quý vị, hình ảnh hồi chụp tháng 4 không ghi nhận cấu trúc này. Ngày tháng 4 thì tất cả mọi sự kiện không có, và bây giờ thì những cái sự kiện nó đã rõ ràng qua những hình ảnh mà vệ tinh nhân tạo gửi về. Báo cáo từ AMTI cho biết rằng hiện nay chưa rõ mục đích của cấu trúc này, nó có thể làm được để dùng cho những cái mục đích mà tất cả nhà gọi là chuyên viên quân sự cho hay, đó là nhằm vào mục đích quân sự. Bãi đá nằm ngay cạnh những cái tuyến đường hàng hải chính nổi bật giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa ở bề phía nam, biến nó trở thành một trong những cái địa điểm lý tưởng để lắp đặt một cái hệ thống cảm biến giúp tăng cường khả năng tiếp nhận sóng radar và thu thập tất cả các tin tức tình báo của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, báo cáo này đã cho thấy Bắc Kinh càng ngày đang cố gắng xây dựng một cách phi pháp, và đặc biệt là tại đảo Hoàng Sa, và đó là nơi cứ điểm có tên là Bông Bay. Chắc quý vị đã biết rằng Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam kể từ năm 1974, sau đó thành lập cái tên gọi là thành phố Tam Sa và đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm kể từ tháng 7 năm 2012. Bắc Kinh đã xây dựng một cái đường băng dài 2.000m cho mục đích quân sự cùng các trang bị thiết bị hỗ trợ cho trên đảo Phú Lâm. Việt Nam có đầy đủ căn bản pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc
ngưng tất cả các hành động trái phép, làm phức tạp và tạo nên một cái tình hình rắc rối thêm, đặc biệt là quân sự hóa sẽ đe dọa cái vấn đề hòa bình và an ninh ở trong khu vực. Như quý vị đã biết, theo như bà Lê Thị Thu Hằng là một trong những phát ngôn viên chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vẫn tuyên bố đến ngày hôm nay Hoàng Sa và Trường Sa vẫn là chủ quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một sự kiện mà có thể nói càng ngày càng gia tăng những cái nhịp độ cấu trúc và những cái nhịp độ xây dựng nhằm tạo nên một cái việc khu vực quân sự để làm bá chủ ở khu vực Biển Đông, đó là Hoàng Sa ngày hôm nay, thưa quý vị. Và trở lại vấn đề Mỹ, vào cuối tháng 11 này là G20, thưa anh Trọng, và tại Argentina thì sẽ có bao nhiêu đoàn những người mà dự trong cái cuộc đại biểu của đoàn Mỹ đi tới Argentina vậy anh Trọng? Vâng, cảm ơn Như Hiền đã gửi đến một trong những cái sự kiện mà sau lễ Thanksgiving này thì tất cả những giới chức quan gọi là cao cấp của Hoa Kỳ sẽ có mặt tại Buenos Aires. Và kính thưa quý vị, một hội nghị có tên là Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ được diễn ra tại thành phố thủ đô của Argentina. Đây là nơi quy tụ gặp gỡ của 20 nhà lãnh đạo tối cao của các quốc gia có một cái thế lực quân sự cũng giống như tiềm năng kinh tế hùng mạnh nhất trên thế giới. Và tất cả những cái sự kiện người ta nói đến chú ý nhiều nhất đó là một cái buổi gặp gỡ, một cái buổi ăn đặc biệt đối với hai nhà lãnh đạo mà có thể nói đang có những cái vấn đề mâu thuẫn với nhau, đặc biệt là trên vấn đề gọi là cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia. Việc trước tiên chúng ta nói đến thành phần của phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn của Trung Quốc gặp gỡ nhau, trong đó bao gồm những ai. Và như chúng tôi đã nói với quý vị là cái cuộc họp mặt này để nhằm giải quyết tất cả những cái mâu thuẫn về vấn đề kinh tế giữa hai đại cường Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trở lại một trong những cái sự kiện, một nhân vật mà chúng ta thường hay nhắc đến, kính thưa quý vị, đó là Peter Navarro. Peter Navarro là một trong những nhà gọi là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Donald Trump, là một người lớn lên và xuất thân từ thành phố San Diego. Ông đã quyến sách là có thể nói rằng một cái quyến sách mà người Việt chúng ta đọc rất nhiều, đó là Nguy hại bởi Trung Quốc. Và nhân vật này hiện nay là một trong những nhân vật kề cận với Tổng thống Donald Trump về tất cả những cái đường lối chủ trương mậu dịch và chiến tranh gọi là mậu dịch đối với Trung Quốc. Và tên của ông đã bị gạch ra khỏi trong cái phái đoàn tham dự kỳ này. Một trong những cái sự kiện này là tất cả theo tờ báo South China Morning Post sáng nay cho biết rằng một nhân vật có uy tín, mặc dầu đã giấu tên, cho biết rằng Trung Quốc đã yêu cầu không nên để danh sách của ông Peter Navarro vào trong phái đoàn của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái sự kiện mà cho thấy rằng cố vấn chính sách thương mại Nhà Trắng đã là một trong những nguyên nhân gây tranh cãi, và họ cho rằng đó là một cái con diều hâu mà chống Trung Quốc nổi tiếng sẽ không có mặt trong danh sách khách mời khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp đối tác Trung Quốc là ông Tập Cận Bình ở Buenos Aires vào ngày 1 tháng 12. Đó là theo một nguồn tin đáng tin cậy đã được đưa ra. Chắc quý vị đã biết Navarro sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh. Người này đã nói với tờ South Morning Post như vậy với tất cả những cái điều kiện là họ yêu cầu giấu tên những cái người đưa ra tin tức này. Nguồn tin nói rằng Bắc Kinh và Washington vẫn đang trong quá trình hoàn thiện danh sách các cố vấn tham gia thương mại và hội nghị thương mại và sự kiện ngoại giao quan trọng có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nền kinh tế nhớn lớn hoàn cầu vào năm tới. Bản tin được đưa ra trước đó, Bắc Kinh và Washington đang ở trong các cuộc đàm phán chuẩn bị căng thẳng cho hội nghị thượng đỉnh, một cuộc họp ăn tối mà sau đó tổng thống có khả năng đem theo 6 trợ lý của mình. Quyết định của chính quyền của Tổng thống Trump đã loại trừ Navarro ra khỏi nhân vật, tất cả những nhân vật tháp tùng với ông, đó là một trong những cái gọi là cái sự... Đây là một cái vấn đề có thể nói rằng làm dịu bớt đi cái căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và người ta không để tên ông Navarro vì Trung Quốc đã yêu cầu không có tên ông này trong cái hội nghị. Đây là một trong những cái nhân vật chủ chốt đằng sau cái cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Vì Trung Quốc biết rằng ông Navarro là một trong những tác giả chính của những cái chính sách mà gọi là gây nên cái tình trạng căng thẳng và khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc. Và trong buổi ăn tối đó thì tất nhiên là ông Navarro sẽ không có mặt trong cái hội nghị này. Tất cả các cố vấn kinh tế của Nhà Trắng đều có mặt trong cái buổi ăn đối với sự hiện diện của toàn bộ nhân viên cao cấp và tháp tùng ông Tập Cận Bình. Một trong những người đó là ông Larry Kudlow, là một trong những người mà cũng có thể có một cái chính gọi là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng khác hẳn với ông Navarro thì ông Kudlow này không được mạnh, và có thể nói ông này có thể có những cái cử chỉ hòa hoãn đối với Trung Quốc.
Và một trong những sự kiện mà người ta nói rằng đó là cố vấn kinh tế trưởng của Nhà Trắng Larry Kudlow là cho biết trong cái cuộc phỏng vấn với tờ Fox Business ngày hôm qua cho rằng ông Tổng thống Donald Trump đã cố gắng đưa thêm một cái ghi chú lạc quan vào cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Và Tổng thống Trump tin tưởng rằng Trung Quốc muốn có một cái sự thỏa thuận được diễn ra. Và ông Kudlow đã nói rằng thông tin liên lạc rất là cần thiết giữa hai bên và giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay đang ở, có thể nói là diễn ra một cái cuộc hội nghị cấp cao ở chính kiện của hai quốc gia. Tổng thống Donald Trump tin tưởng rằng Trung Quốc muốn có một cái thỏa thuận và trong lúc đó thì tất cả các cố vấn của ông nói rằng là hiện nay thì chúng ta không nên để ông Peter Navarro trong ở phái đoàn. Cũng tưởng cũng gần nên cho quý vị hiểu rằng là buổi ăn tối đó sẽ diễn ra ở phía Hoa Kỳ gồm có ai? Đó là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Bộ trưởng Ngoại giao ông Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Willie Ross, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lissinger, đó là một trong những nhân vật chủ chốt còn lại của phái đoàn Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, đó là ông Đại sứ Terry Brentas. Đó là một vài những cái sự kiện mà chúng tôi muốn quý vị theo dõi đặc biệt cái cuộc gặp gỡ đây và việc trước tiên là chúng ta thấy đã có một cái vấn đề khoan nhượng của Hoa Kỳ ở trong đó và nhân vật chủ chốt Peter Navarro đã không có mặt trong cái buổi ăn và nói chuyện tay đôi với Trung Quốc thừa như vậy. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà chúng tôi gửi đến quý vị nhân ngày lễ Thanksgiving. Vì sau ngày lễ Thanksgiving là chúng ta nhìn về đến Argentina và chúng ta nhìn xem tương lai nền kinh tế và cuộc chiến tranh gọi là cuộc chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia sẽ đi đến đâu. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng.